Hello, xin chào mọi người. Chào mừng các bạn đã đến với kênh Hante Channel. Và các bạn ơi, hôm nay anh em mình sẽ cùng nhau đến với một cái tựa game khá là quen thuộc. Đó chính là tựa game Thành Phố Rồng nha mọi người. Ở đây thì mới vào game, anh em mình sẽ nhận một số các phần thưởng của cái tựa game này ha. Sau đó thì anh em mình sẽ đến gói Revive Pass mới. Thì không biết anh em đã mở được chưa. Gói này thì cũng khá là ngon nha. Rồi, Hante thì vẫn nhận mở các gói VIP trong game. Và cái giá thì giá trong game nha mọi người, kèm thêm một phí nữa ha. Mình mở thì có qua đơn đàng hoàng cho nên các bạn không có lo là nhà phát hành ban nít là khóa nít của các bạn nha. Rồi, ở đây thì anh em mình xem sơ sơ coi hôm nay là Dragon City có những cái gói gì VIP hay không nhờ. Gói ma cà rồng, rồi, những cái gói trong game này thì cũng khá là ok. Tiếp theo thì anh em mình sẽ đến với Advent đi nha. Advent thì hôm nay chúng ta sẽ có là Advent còn tầm khoảng là một ngày 10 tiếng nữa là sẽ hết rồi. Nhiệm vụ ở đây của chúng ta sẽ là đi chiến đấu trong khu vực List. Ok, let's go. Khu vực này thì nó cũng khá là hoành tráng lợi nha. Bây giờ thì anh em mình sẽ bắt đầu đi đại chiến nha các bạn. Ở đây chúng ta gõ xương xương được tầm khoảng là 5 trận luôn nha. Đó. Rồi, mới vô thì giao lưu nhẹ bằng kỹ năng đánh lan. Và các bạn ơi, anh ta thì có bán những cái nick Dragon City khá là xịn cho anh em. Anh em nào muốn mua những cái nick xịn và để chơi game, các bạn có thể liên hệ mua bên mình ha. Rồi, và mình thì cũng có bán những cái mảnh rồng cho mọi người luôn. Anh em nào muốn mua những cái mảnh rồng để nâng sao summon cho rồng thì cũng có thể liên hệ mua bên mình nha. Ok, còn link thì các bạn có thể check link bên dưới phần mô tả của video ha. Đây, anh em có thể mua liên hệ với mình trực tiếp qua Facebook hoặc là Zalo ha. Rồi, ở đây thì anh em mình sẽ đi giao lưu nhẹ. Ui chà, cái tem này cũng khá là chất lượng ha. Ui, mình bị bế hai phát liên tục luôn. Thì chiêu bơm máu thì bây giờ là không còn để bơm nữa rồi, hơi khoai ha. Con này mình có thể hạ được nó, nhưng mà các thành viên tiếp theo bên trong ra thì con này chắc có lẽ là nó bế mình đi du lịch luôn rồi. Wow, mạnh mẽ phết nha. Rồi, chắc có lẽ là chúng ta phải kiếm một cái con có khả năng bơm máu đi mọi người ơi. Đâu rồi? Đây, bé này là Macaron Gon, kỹ năng bơm máu là phải là hết sảy luôn nha. Rồi, mới vô thì chúng ta sẽ giao lưu nhẹ. Giao lưu nhẹ thì chúng ta bế, để mình coi coi chúng ta bế con nào đây. Đánh lan cái đi, đánh lan để giảm bớt cái lượng máu của team bạn. Sau đó thì bế nhẹ một em, con này có khả năng hồi sinh á, cho nên đó là anh em mình tận dụng ha. Wow, ủa con này cũng có khả năng hồi sinh luôn. Ôi cây thế nhờ. Rồi, chơi trò bơm máu một phát, sau đó là mình sẽ bế luôn cái con này để cho nó hồi sinh trở lại nè. Đây. Rồi, chúng ta sẽ đến với thành viên đặc biệt của mình. 37.000. Wow, mạnh mẽ thế nha. Ôi, sao nó quýnh mình 3 lần liên tục luôn. Cay nhờ. Ôi, gồng lắm luôn mà gồng không nổi với thành viên này nha. Rồi, tiếp theo thì anh em mình sẽ đến với là... Không ngờ là anh em mình bị bế 3 phát liên tục. What? 170. Anh em mình mới level 140 thôi. Quýnh với thành viên 170 luôn nè. Kẹo này hơi căng nè. Mới vô thì giao lưu nhẹ. Sát thương này thì nó cũng khá là... Wow. Cái gì căng vậy man? Rồi, bây giờ thì anh em mình sẽ bơm máu đại pháp cho tem cái rồi. Rồi, giờ thì chơi bế được một con nè. Ôi, hàng chất lượng phết nha. Mình ăn hai đòn muốn xỉn luôn các bạn ơi. Rồi, kỹ năng bơm máu nè. Bơm máu này là bơm mạnh tay luôn đó nha. Rồi, chỗ này thì hút máu một phát đi nè. Ây chà, bị gõ một phát là cũng gãy giáp rồi. Rồi, tới công chuyện luôn. Ui chà, ây chà. Ăn hai chiêu là không chịu nổi các bạn ơi. Nhỏ mới level 45 thôi mà gặp mấy cái con mà nó full 5 sao nó gõ thì thiệt tình là
có cái giáp còn chịu đựng được chút xíu, rồi không có cái giáp là coi như ăn hành luôn. Rồi pha này thì cũng hơi khoai nữa đây, vẫn là tuyệt chiêu cũ đây, chúng ta cưa giáp nha. Đó, kỹ năng cưa giáp của anh em mình. Cưa thêm phát nữa rồi. Đó. Cưa giáp gọi là cưa nhiệt tình luôn. Không đủ đam của bà thôi. Ý cha ăn hai chiêu nữa hả? Rồi, hạ được một con. Một chiêu thôi nha. Nó bới mình hai phát là toàn là muốn rụng. Muốn rụng nụ luôn rồi. Rồi, pha này tay bạn còn tới 50 ngàn lận. 50 ngàn máu này thì tình là mình cân chắc cũng không nổi đâu các bạn ơi. Thì tình cái kèo này là nó hơi bị khoai đấy. Chiêu này mình lo là chúng ta bế luôn cả hai con quá. Ôi, tình hình này nó hơi khó khăn cho anh em mình xíu nha. Tính toán thì sao cho nó ok đây. Lắm. Ôi ôi, không đủ đam. Cay thiệt chứ. Ôi, bây giờ năm mấy ngàn xài chiêu này một phát là bới hai con liên tục liền. Tính toán kiểu này không ổn lắm nha. Rồi, đầu tiên là vẫn phải đi phá nhẹ cái bộ giáp của tem bạn với cái dòng Titan. Sau đó là gõ nhiệt tình cho nó đi du lịch luôn. Wow. Rồi, tầm này thì sẽ giáp ra bảo vệ đây. Ui, ăn hai chiêu muốn xỉn luôn anh em ơi. Tên bạn 4 sao mà nó gõ hai chiêu là mình muốn đi du lịch luôn rồi đó. Rồi. Wow, sau 8 ngàn. Ây cha, ôi hên. Rồi, qua được một cửa. Quá tuyệt vời, tiếp theo là đi thu hoạch thức ăn nha mọi người. Thức ăn đâu rồi? Ui, ngon lành ha. Sau đây thì anh em mình sẽ đến với là khu arena hả? Hiện tại mình đang 36. Wow, lại gặp mấy cái tem gọi là khá là thích tranh giành đấy nhờ. Hôm nay anh em mình mở cái khiên lên không? Có cái khiêng lên. Ôi ôi, 14 phút nữa mới bật được cái khiêng. Kèo này hơi khoai, đội hình này hơi cứng nha các bạn. Này mình kiếm cái tem nó vừa vừa tí đi. Rồi, bật cái 15 viên game lên. Phải tranh giành vị trí hạng nhất. Ây cha, trời ơi, 3 lần nha. Ba lần anh em mình ù cho nhân hai không à mọi người. Chơi như vậy là hơi bị ép chúng ta nha. Tốn gọi là 15 viên game mà nó cho anh em mình ra toàn là nhân hai không, không có cái kèo nào mà nó nhân câu cao luôn á. Rồi, tận dụng cái khả năng thêm lượt đánh của chiến binh voi, chúng ta sẽ nhây với tên bạn tới giọt máu cuối cùng. Ui, hút máu phát cài. Rồi, tầm này chắc đủ sức để bế hồi sinh, là mình gỡ luôn khả năng hồi sinh nè. Quá đẹp. Ôi, đam gì to thế nhờ. Hồi sinh. Anh em mình cũng gỡ được nhưng mà không gỡ hết được các bạn ơi. Tem bạn nó hồi sinh cao 9%, anh em mình gỡ được 6 thôi, nó còn 3% nữa. Rồi, đổi tem. Ôi,
muốn đổi nữa là phải tốn tiền, cho nên cái kèo này anh em mình bụp luôn nha. Mới vô thì giao lưu nhẹ một phát nè, em này mới level 50 thôi, one hit luôn. Ôi, bị quất hai lần. Ba phần trăm vậy thì bé vô bé đây quá chung đây, chứng minh cực ngầu của anh em mình ra thể hiện là ok nè. Rồi đội hình tiếp theo, wow, có Harry Kamas, mình đó là chứng minh Watum là chuyên gia khắc chế cái dòng này các bạn ơi. Tới công chuyện này, một hit, ui lượng máu cực kỳ trâu luôn, 663.000, trời ơi, wow, đạm mà bị khủng 520 luôn, một hit một ép bằng nhỏ muốn ngủm cua tỏi liền. Ba phần trăm mình lụm được nè, nhưng mà con Kamat bên trong để coi coi nó nhây cỡ nào. Con Kamat này nó quýnh mà tầm khoảng hai phát chắc mình đi du lịch quá. Ui rồi tới công chuyện luôn, xét thương nhân hai gọi đúng một cái là văng vách liền. Đây tiếp theo cái độ may mắn của chúng ta như thế nào đây. Ui toàn là tốn game không mà ra toàn là nhân hai không thì chán như con gián luôn. Tranh giành vị trí hạng nhất công nhận vất vả ghê luôn nha. Wow. Ôi, nó ra chiêu thêm lực đánh à. Chiêu gì đây? Vẫn là thêm lực đánh á. Mấy con này công nhận nó nhây ghê gớm thiệt chứ. Chơi đè thêm lực đánh nữa không à. Đó. Wow. Rồi. Ở cái tem này nãy mới đánh xong thì phải á nha. Dragon City nó chưa chịu đổi cho mình cái tem khác để chiến luôn á nha. Wow, victory ha. Bảy mươi vẫn là 70. Ôi cái này một phát là ăn ngay được nè.
Wow, hồi sinh lại 30%. Con này anh em mình hạ thì được, nhưng mà không ăn thua cái vụ mà nó hồi máu, nó hồi phát quá nhiều. Ôi, what? Nó gõ hai cái liên tục. Thành viên này là Kamas nha các bạn, với khả năng miễn nhiễm sát thương thì khá là khoai để chiến luôn ấy. Ôi, tuyệt chiêu này lấy máu tăng sát thương ha, 185. Rồi tầm này thì chúng ta vẫn đến với là chiến binh Watchum ha. Lưỡi hái tử thần chờ sẵn. Ôi. Ôi nó hồi lên cái lượng máu ở 45% các bạn ơi, quá là trâu luôn rồi. Miễn nhiễm sát thương, tên bạn không dính đam nha. Rồi, victory nha mọi người. Wow, kéo thêm được 9 điểm nữa, hiện tại được nhiều điểm rồi. Giành được vị trí hạng nhất chưa, giành xong. Mình đang nằm ở hạng 2 nha các bạn. Cố gắng tranh giành lắm luôn. Toàn là tốn game không, nhưng mà nó không búp cho mình cái phát nào mà gọi là nhân nhiều nhiều hết trơn hay nhân 2, nhân 3, bèo như con mèo. Ôi, không xài được chiêu đặc biệt luôn. Tên bạn có Heris Latma, con này là chuyên gia khắc chế dòng ma cà rồng của mình. Ồ, nó giấu con Latma bên trong, nó không cho ra. Sáu mươi sáu. Rồi tiếp theo anh em mình đến với một nhân vật trùm cuối của tem bạn, chuyên gia khắc chế cái dòng ma cà rồng nha. Wow, hồi sinh có 3% thôi. Rồi tới em bạn tới công chuyện với mình luôn. Ui, victory ha. Ok, rồi mở nhẹ chiếc rương may mắn ngày hôm nay của anh em mình. Ui, gặp hàng xịn đây. Tem này hơi bị chất lượng nha. Đây là chúng ta phải quýnh với tầm khoảng là 4 con chứ không phải là 3 con nữa à mọi người. Anh em nào mà chưa đăng ký kênh thì đừng quên để lại hết tầm một lần đăng ký cũng như là like nhẹ video để ủng hộ bên mình nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo luôn nha.